mộng đi nha. Cảm ơn em. Tới lâu chưa không anh? Ê! Ê! Gì vậy? Nhìn ai vậy? Trời! Chị đánh con cái khóc nữa cha. Vậy buồn. Sao buồn, kể nghe coi. Thất tình. Trời, thất tình, bữa nay biết thất tình luôn. Ừ. Thất tình ai? Linh. Linh Tây phục vụ đây hả? Ừ. Ông bảnh toản đẹp trai. Ừ. Mà Linh nó không chịu. Ừ. Mà bồ thì chưa có. Đúng rồi. Lần sau ta. Ngộ ta. Cái này hơi khó nghe. Phải suy nghĩ mới được. Kỳ vậy ta? Gì vậy? Tôi suy nghĩ đó. Suy nghĩ hả? Ừ. Ngộ quá, giờ mới biết á. Ừ. Suy nghĩ cái đầu là phải dặn cái mình. Đúng rồi. Mà có ra chưa? Ra rồi. Giờ sao? Tôi giúp ông chuyến này luôn nè. Giúp tôi đi. Bây giờ á. Ừ. Tôi dụ con Linh. Ừ. Tôi coi bài tarot cho nó. Cô bói bài đó. Bói bài tarot đó. Là nhưng sao? Tôi cần phải có một quyền trợ giúp. Quyền trợ giúp? Ừ. Là sao? Hiểu chưa? Hiểu rồi. Ừ. Làm liền. Lâu dữ vậy ta. Chờ tí, chờ tí, sắp tới rồi, sắp tới rồi. Này, thầy bói này hay lắm. Đảm bảo Linh sẽ rất là hài lòng nha. Ôi trời ơi. Cuối cùng thầy cũng tới rồi hả? Đó. Giờ muốn coi cái gì? Thì bây giờ á, thầy coi con làm sao mà không có ai thương con làm sao vậy? Tại cái nết mày lụ đạn quá đó, ai mà thương. Con đi về đi. Ê, rồi, trời ơi, bị liễu. Liễu gì thầy coi người chưa ta. Chưa có sổ bài gì hết à. Làm thầy làm thần vậy mà chứa người ta dữ vậy. Nè, đó. Hay quá thầy ơi. Ừ. Cái này con cũng chia được nè. Rồi. Đó, chọn đó, một lá bây đi. Bây giờ thầy để xích lên để nó mới đều nè. Chọn lá hả? Ừ. À không, rồi lá này. Đây đây. Rồi. Chết rồi. Sao thầy? Nữ ơi là nữ. Sao thầy? Cái số mày là... Sao? Ôi, đang mắc tay chân miệng. Tay chân miệng là gì? Tam tai. Tam tai. Đang mắc tam tai. Tam tai thì nói tam tai, tay chân miệng. Tưởng nó còn bị heo tay xanh chứ. Đang mắc tam tai. Ủa sao kỳ vậy? Xui lắm nha nữ nha. Đó. Làm ăn không được đúng không? Đó, quán xá ế ẩm đúng không? Rồi sao nữa thầy? Đó, là ở đây nè. Trời đất ơi, thầy hay quá thầy ơi. Ê, Linh, thầy hay lắm. Có coi không? Kêu thầy coi luôn đi. Dạ. Ừ. Con muốn hỏi cho thầy coi dung cho con lửa nha. Kêu coi con lương á. Cái gì tự nhiên kêu ra đường là coi con lương vậy? Không phải, cái gì con luôn, coi giùm con luôn đúng không? Luôn. Tôi dịch. Coi luôn á. Để con dịch cho, con dịch hay lắm. Rồi. Coi giùm á. Rồi, coi cho nữ đó luôn đúng không? Dạ. Rồi, bây giờ nữ muốn coi về cái gì? Linh muốn tay coi đường tinh duyên. Ủa tự nhiên nó đòi đi bệnh viện chi vậy mày? Đâu, đó là bệnh viện đâu. Đường tinh duyên. Trời ơi, tình duyên. Love. Dạ được. Rồi, tình duyên đó. Rồi. Nữ chọn một lá đi. Này, lật lên. Lật lên. Đưa cho thầy. Đây, lá bài ghi rất rõ nha. Nữ sẽ yêu một người. Và nữ gặp người đó. Và người đó sẽ mãi mãi là người yêu của nữ về sau này. Wow. Nhưng người đó từ trước giờ nữ chưa bao giờ yêu họ. Wow. Dựa theo lá bài này nè, tôi diễn tả ra coi,
cô có quen biết ai giống giống vậy không ha? Cái người đó là ốm ốm đúng không? Cũng được nữa. Rồi cái người này không có đẹp trai, già già nhưng mà cái mặt rất là có duyên. Cũng được luôn à? Thấy chưa, đúng mà. Đây nè nè, cái quan trọng nè, cái nam này nè là yêu nữ lâu rồi mà nữ không có chịu, phải không? That's right. Thấy chưa? Wow. Thầy nói cái gì là đúng cái đó. Nam này nè, từ nay về sau sẽ là người yêu của nữ suốt đời này đó. Thật ra em biết tới người đó là ấy rồi. Nó ghê vậy rồi đúng không? Dạ. Đó là nam này nè. Nhưng em chỉ thích anh thôi. Anh thấy bội nhất thân giúp bạn nhiều quá à. Anh ơi, nói cho bạn của anh đi ra ngoài đi. Anh Cương ơi, em thấy anh rồi, đi ra ngoài xuống. Mà nói gì là kế hoạch bại lộ hả? Đừng có la nữa, thấy rồi ra đi, đừng nói cái gì nữa. Bể trơn rồi nè, kêu núp đi, núp sát vô đi, đưa nguyên cái người ra xanh lè vậy đó. Anh ơi, anh có đứt lắm vậy nữa. Anh em ghét lắm à, em ghét lắm à. Trời ơi, tôi với bà là hả, giúp đỡ ông tới đó luôn rồi đó. Trời ơi, tôi nói thiệt hả, cái này là gọi là lỗi của định mệnh.